Ok. Kẹt dạ. rồi, đậu vào phố Mỹ. Trời vãi phố Mỹ là mình đâu tìm dễ sợ. Yo, chào tất cả mọi người, mình là Vami. Ok, hello, xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay mình và Vami sẽ quay trở lại với game Granny. Và nó có một cái update mới, đó là một cái map mới. Map gì đây? Ủa, có thanh niên chưa ra nữa hả? Đậu phảo là cứ thanh niên này ra rồi chứ. Nó núp kè ông ơi, nó núp kè. Vãi. Cái ơi. Thì nó có hai cái update mới. À lộn, nó có update mới là nó có hai cái map mới nha mọi người. Còn cái map mới là ba đâu ra hai map mới. Map office lâu rồi, mà cái điều mày chưa chơi thôi. Úi giời à, là về là map cắm trại. Cắm trại và office. Tao chưa chơi có nghĩa là mới. Thứ gì á? Thì ok, hiện tại giờ nó đang có một cái code mới luôn. Code này là nó sẽ cho mình 5.000 tiền. Wow. À để coi nhập thử coi có được không đã nha. Rồi coi coi thử, coi xe. Ủa được chưa? À you random the code nè. Yes, coi là được 5.000 tiền rồi. Ok, ừ, phải code. Phải update xíu luôn á. Ok, bấm code đi cô. Code nè, đó. Code cho mọi người code luôn. Code 5.000 tiền. Ôi, code gì khó xử vậy? Hả? Sao khó xử ba? Gì 5k viết hoa, chữ B viết thường, chữ O viết hoa. Ồ bấm lộn rồi. K B O. Nãy để lộn cấp lóc ơi. Hả? À, xong chưa? Nút tiền đâu? Nút tiền đây. Ok. Đó, lên được bao nhiêu tiền? 5.000 tiền đúng không? Ủa đu nó exit. Ủa nó số 0 hay chữ O vậy? Chữ O ba, số 0 đâu mà số 0. Ừ, chữ O. Đó chữ O nha mọi người, đừng bấm lộn số 0. Mắc công lắm. Ờ, 5k viết hoa, B viết thường chứ. Ok, mà bây giờ là mình đó cái con cái bà Rene của mình đã cho cầm cái con dao bếp nè, với lại có thêm mọc thêm cái sừng nữa. Ô được 5.000 tiền thiệt luôn mày. Ủa trong lẽ nó giả ba. Mày nói chuyện quá chết. Và mình sẽ mua được một cái áo màu xanh lá chuối. Xanh lá chuối này hay xanh lá chuối này đẹp hơn ta, mà xanh lá chuối này có 9.000 là tiền đâu mua. Đây. Ồ mặt nạ nó không có cái gì luôn hả? Ồ quá đáng. À có. À mặt nạ thì ra là cái này. Ồ nó có cả cái rương luôn kìa. Ghê thật. Ê mày có nâng tốc độ chạy của con Randy với lại người lên không? Tao thấy nâng, tao thấy chưa có tác dụng nên là tao chưa nâng. Có nâng lên chạy nhanh hơn cu. Vậy hả? Vậy tao nâng người. Thôi nâng chạy của tao tới level 3 rồi ba. Tao level 4 luôn rồi. Nâng chạy á không, nâng tốc độ chạy level 6. Còn cái 7 á là level 3. Cái bảy tao không làm, tại vì tao né bảy, tao không đạp vô nên tao không cần nâng. Thì không, cái bảy của tao thì không, ý là cái thời gian mà mở bảy á. À thì mày đừng có đạp lên là mày khỏi phải đổ bảy. Ừ. Sao biết được. Ừ. Wow, tao cho bà Rainy mặc nguyên một bộ đồ xanh chuối luôn. Ai? Tao. Inventory blind. Tao cho bà mặc nguyên một bộ đồ xanh chuối. Vậy. Chuối lình. Ok, vô trận kìa cô, vô. Đó, okay. Bây giờ là mình sẽ lựa map, tại vì nó đang có một cái map mới đó là map cam. Em... đó, map cam nè. Rồi qua luôn rồi, đậu phộng. Ê, vót đi, bỏ. Vót. Mà cậu không biết có vót xong nó có chuyển qua map khác không nữa. Nó chuyển map khác rồi cho chơi luôn. Ừ, dám nói vậy luôn á. Thật mày vót luôn. Vót. Anh đã chậm tay. Trời ơi, nó full luôn rồi, thiệt tình quá đáng. Thôi kệ, chơi school cũng được. School đó giờ là chưa thoát được phòng, bây giờ là mình với anh Vami sẽ thoát khỏi school này. Mà quan trọng đứa nào làm mà đâu. Cái gì cái đích làm cái đích Việt Nam. Ok bắt đầu thôi. Đâu. Ok và bắt đầu hành trình đi kiếm đồ trước đã là tính tiếp. Trước tiên là mình phải vô mở mấy cánh cửa này ra. Tại vì mấy cánh cửa này nhiều okay. Khi trong này nó cũng sẽ có đồ hả? Nó cũng sẽ có đồ nên là mình vẫn phải cố gắng mình mở cửa này ra. Nếu như không mở cửa là mình sẽ mệt. Nó già, nó da, nó nhảm. Kệ cả mày. Bây giờ okay, đang cố gắng, ta đang hỗ trợ. Ta đang cố gắng hỗ trợ cả đội để đi trốn thoát ra khỏi chỗ này nè. Không phải nhiệm vụ cao cả không? Mày bớt đi ba, làm lố à. Master Key. Má cực kỳ hả? Okay. Giấu đi ba mi, giấu. Hay okay. giấu đi. Giấu hả? À? Ừ. Chứ mày để đó hồi mấy thanh niên kia mới thác thấy cái thấy mệt nữa. Má công rồi đem thăm mấy thanh niên kia đem dục nghỉ chơi luôn. Rồi, tao giấu. Rồi bây giờ tao đi lấy cái kìm đây.
Tao nghĩ đêm đêm mà đem giấu phát là nghỉ nghỉ trốn luôn á. Tao giấu rồi nha. Ok, mày giấu đâu vậy? Không nói đâu, mất công mày đem mày chơi dai nữa. Tại tao chứ phải mày đâu ba. Bớt làm lố đi. Chưa trước 4:30 chưa biết ai chơi dai hơn ai mà. Ở đây có thanh niên mới vừa cầm cái búa xong cả mới vừa cầm cái mũi khoan xong cả. Ô, Granny. Trời, Granny cầm gì vậy? Trời, Granny cầm cái này ai mà chơi? Chơi sao lại? Trời đó, nó cầm nguyên cái cây gì ghê vậy? Nó cầm nguyên cái rìu bữa phát là chắc là lủng sọ luôn quá. Trời, Granny chịu chơi với sợ luôn, bỏ tiền chơi nguyên cái cây chà bá lửa luôn, ghê hay chứ. Và mì lộn mà Granny chơi quá đáng. Thấy bà nó dí mình tao rồi ông ơi. Đánh lạc hướng đi ba. Thì con đang đánh lạc hướng, lộn mày đánh lạc hướng nó đi, để có vô đây có lụm đồ. Ý. Tao đang cầm kìm nè, mày kiếm cái đồ móc đi cô. Rồi, tao thấy cái đồ móc rồi. Để rồi móc cái cửa là trước rồi lát lại tao bấm kèm cho. Ok, rồi, cầm móc nó ra đây. Cái mũi khoan đâu rồi, thanh niên nào cầm cái mũi khoan vậy? Cái đó là nghĩ nguyên cái máy khoan luôn, cái mũi khoan bà vậy nó bự như con quỷ. Rồi, có cậy ra được nè, một cái, rồi xong có cậy ra đó cu. Ok, mở lấy thanh niên nó kêu nó lấy mũi khoan nó mở đầy đủ ra đi. Rồi ok, đây nó ra khỏi nơi này rồi. Thanh niên nào cầm cái mũi khoan gì trời, ô cái mũi khoan kìa, yes. Đó, nhưng mà tao không biết nó hiểu mày nói gì không thôi. Vai. Ok, giờ đây cắt dây điện đây. Khoan đi gái, trời ơi sao không khoan. Đó okay. Rồi, khoan. Từ từ bình tĩnh, tự tin. Ê, trong kia còn cái nữa, giờ tao cắt luôn. Ê, mở tủ với mày, ê, lấy mấy khoan vô đây nè. Cái đó, bởi vì con đó mấy khoan nó lấy đi đâu rồi. Quá đáng lắm luôn á. Thiệt, quá đáng thiệt. Lái thật. Ok. Mình đã giấu cái chìa khóa quan trọng nhất rồi. Ôi cái lưỡi khoan. Ê mày cầm cái kìm đi cô, tao cầm mũi khoan cho. Rồi đây. Cái thùng nó giục luôn mũi khoan luôn rồi. Vãi. Cầm lại lập cái kìm nhanh đi. Ok, rồi, con cầm cái kìm rồi. Đi cô, đi. Come on baby, come on. Nãy giờ không thấy kìm đi đâu, giờ lúa đầu ra nó. Kè nó kìa. Ủa là phải. Phải. Ok, bây giờ đi nha. Ok, đi. Đóng cửa lại. Có nào núp trong tủ không trời? Vô. Nói chung là Rainy nó không đi đường này được đâu, cả gì nó chặn đường hết rồi. Ok, rồi vô đó khóa đi. Rồi vô đó khóa. Ê, có cái búa kìa. Mở khóa đi. Rồi, xong, con cắt rồi. Hay quá. Ê, mày cắt ngoài kia chưa? Rồi, ngoài kia cắt rồi. Rồi, vậy mày đục hết đi. Rồi mày cầm thêm cái búa này nè. Từ, để còn cái cuối nữa. Đục đi, rồi cầm búa này nè. Rồi vô đây cầm búa nè, nhanh lên. Em đang bị ma dí mà mày hối như thục đích vậy, ai dám chạy. Ma dí, ma nào mà dí ở đây, có ma nào đâu. Vinh đi đó ma, nó không phải giật luôn. Thù, phải không, nó có con ma nào đâu mà thù. Chị nhớ là bà nội của ma luôn đó ba. Ờ, thanh niên này mở rồi, bây giờ cây búa. Em cái kèm, ấy bên này đâu cần kèm, bên kia kèm đã xong hết rồi, đâu cần nữa đâu. Cái kia kẹt nè, trời ơi, kia kẹt, ok. Ê, nhưng mà thiếu cái kia rồi. Ê, cái đồ móc cái này ra. Cái đồ móc tao để cho kia rồi. Trời, thì tình hậu đậu qua lấy đi mày. Ê, cầm theo cái này đi, rồi đi qua bên kia luôn, Ok, có hai cửa lần mà. Cái cửa này không biết nó có cần chìa khóa không. Tao sợ Rainy nó đang đứng đâu nó núp, ủa, hú hồn chưa, chạy. Mà có ba thiệt chứ. Ở đó phải giống y như. Ê mày tao núp vậy nó có thấy tao không? Ê tao vô rồi cô ơi. Đóng cửa cái kịch rồi xong, yes, hay quá. Granny không dí được anh. Granny tuổi tôm. Granny tuổi tí. Ê nó dí tao cờ ba. Tao biết rồi, ba mày cứ để nó dí, tao đang dí nó nè. Ê mày lấy, mày lấy cái chìa khóa kia đi. Lấy gì khoan Master Key phải không? Ừ, Master Key đi, xong hết rồi đó. Còn cái búa. Thì cái búa này, mày dùng đó đi, con lấy cho. Trời, nó đang dí tao không? Rồi dùng đi, con lấy cái búa cho, dùng đi. Ok, hay quá em ơi. Rồi núp cái đó là ăn cám á cu. Trời ơi là trời, mày núp sao mà để là nó thấy tao kìa, đậu phộng. Thấy mày bình thường gì đâu, giờ tao đi lấy Master Key đây, nó phải lấy thấy mày tao mới lấy Master Key được. Ok. Quan trọng là ta đang cần cái búa ba. Rồi, ta thấy cái búa rồi, đứng yên. Rồi lấy cái búa xong đi vòng luôn nha. À, đi đường này nè, Bobby, đi đường này nè. Ok trời ơi. Cái cây nó dài mới rồi, tao sợ vờ lờ luôn á. Ừ, có sợ. Nhưng mà nó đâu làm gì được tao với mày đâu. Đúng rồi.
chạy chậm tao mày mà tao mày tốc độ chạy mày 3 tao 4 mà chạy sao lại. Ủa gì tao 3, mày 3, mày 3, tao 3 hồi nào 3, tao là 6 lận. Ủa mày nâng 6 luôn á hả? Ừ. Má nâng gì ghê vậy má? Mày cứ đùa. Vậy là mày đâu sợ Renny đâu. À, ừ đâu sợ đâu, không có đứng cứ chơi nó luôn mà. Bà xong vô. Mở cửa, come on baby, come on, come on. Mở cửa đi ông nội, để nó coi còn đường chạy chứ. Mở cửa. Ô, nó phải tới, nó mới hay. Đập đầu mày bây giờ, tao đập bể cái mày nạp, bắt, bụp. À, lấy bố đập đi, cần gì chìa khóa. Cái đập được, cái lâu rồi ba, mở cửa đi. Tao phải cho nó hồi hộp. À, nó tới. Nhanh. Ok. Kẹt rồi, đậu bỏ bó mi. Trời ơi, ba mi là mình đâu tìm dễ sợ luôn. Tình chứ. Sao xấu vậy? Trời ơi, mày mở cửa ra làm tao kẹt một cục luôn. Tao thấy mà, cái cửa nó mở ra đập mày cái một mình nằm chùm bẹp luôn. Ba mi thì, ba mi quá đáng. Tao mới hơi hết rồi hộp. Nó đợi nó xa đâu vui nữa. Ồ, đi cần cũng may là cũng may là tao đứng dậy kịp thời. Ôi. Dạ. Mày rờ mày lấy tay mày rờ xuống rồi còn mấy trái. Còn đúng một trái rưỡi, còn nửa trái nó nhảy cầm lum rồi. Ok nào, phút giờ cho fanart. Fanart ngày lập của bạn Phạm Hữu Đức, bạn đã vẽ cho mình là khi mình và Ba Mi đang chơi cái trò gì mà chinh phục bầu trời á. Khi cái trò mà đứng trên cái đạn block và mình đã vượt xa thằng Ba Mi rồi. Có nghĩa là mình đang ở trên cái đỉnh rất là cao. Ok, cảm ơn bạn rất là nhiều. Thì bạn nào có fan nào cứ gửi cho phần cái nhóm Facebook, mình sẽ lựa ra và cho lên video này nhé. Ok, bây giờ mình sẽ quay lại game thôi. Mới nè mọi người, đây là map mới. Độ khó 4 sao. Ôi, để cả cái kia bỏ vô cũng được. Ôi, đừng vào kia làm lên đây nha. Quá đáng lắm á. Anh Renny ở khúc này rung mày. Vãi thanh niên này nữa. Cà đích làm Renny tiếp. Vãi. Nà ní. Nghiệp. Cà đích. Ok, và vô. Ủa cái gì vậy? Sao mày nằm dưới đất rồi ba? Ok, vô rồi. Bây giờ hiện tại mình đang ở trên một cái nóc nhà đây lụm gì. À, ngay trên đây. À, công tắc nóng lạnh. Trời ơi. Ok, trốn đi cu, trốn. Ở dưới này có một cái kia, có một cái chìa khóa đâu mà. À, tao biết chỗ để lắp cái kia rồi. Ê, có đèn sọc gân rồi cu. Thấy rồi. Tao đang đi lấy ở bên trên này nè. Trên này nó là một cái gì nè. Một phần có sọc gân. À, hiểu rồi. À, đúng vậy rồi, là phải vậy mới nó cũng có một cái tầng hầm để ráp súng á. Đây nè, nó nè, ráp ngay cái bàn này nè chứ cái nào nữa. Ok, bàn ráp của mày ráp nè. Thôi quăng nó đi rồi có gì ráp một lần. Renny đâu lụm được đâu mà. Ồ, ở dưới này nó có nước nè mày, không biết rớt xuống có chết không. Ý có cái chìa khóa màu vàng kìa cu. Đâu đây. Xuống đây đi, xuống đây đi. Ồ, ơi nước axit hay gì á? Không, nước thường á, sẽ không chết đâu. À phải có cái dòng nữa, cái dòng khóa nước lại nữa. Có hả? Có. Ở chứ giờ rớt xuống đó là chết hả? Có cái dòng khóa nước lại nữa chứ không mà nhảy xuống là mày ăn cám vô đó luôn á. Ui có ki kẹt, mày lượm ki kẹt đi cu. Đâu, ok thấy rồi. Thế là cái ki kạt. Wow, Renny đâu vậy? Hiện tại Renny đang buồn ngủ đó, là ngủ một giấc ở bên kia rồi nha. Ồ vái. Có luôn hả? Có, Renny kêu. Với mấy đứa này tôi mệt mỏi quá, tôi đi ngủ giấc đây. Anh được, có luôn. Vãi bà Renny đánh anh kia đi. Ê bên này có chỗ trốn nữa nè cu. Ôi bà tới kìa. Bà cầm đâu vậy? Bà đang đâu? Rồi bà cầm cái cây rìu rồi. Trời ơi là trời, nguyên một cái cây rìu chà bá. Bà Renny cái đít này kinh quá. Đó hình như nó ngồi lo chat bà là bà bữa chồng bữa nè. Ok chạy nhanh đi cu. Come on, ta lụm được cái phần tiếp theo của cây súng nè. Bây giờ ta vô đây ta sẽ mở cây súng ra. Ê mày hình như châu sau cái trận hồi nãy tao thấy hình như bả vô bả tăng tốc độ di chuyển của bả lên nên tao thấy bả đi nhanh như vậy á. Nà ní. Khừ đé. Ok, tao lắp được cái một phần khoảng một phần mấy của cái súng rồi. Mày lắp được cái bán súng với lại cái thân súng rồi. Còn ừ. Cái đầu súng vô nhà đi cu, vô nhà đi. Con nghĩ vô nhà chắc dễ lụm hơn á. Ok, hồi nãy giờ đi rồi đường rồi giờ vô nhà thôi. Ồ, vô nhà có nguyên cái kềm luôn kìa, cái búa kìa. Nói chung là chơi nhiều, bây giờ tao phải kiếm chỗ tao giấu cái cây cạc đi nữa. Kềm, búa nè, ý chìa khóa màu xanh. Tao có chìa khóa màu xanh rồi nè. Cái gì kì? Mày cố gắng mày lượm thêm mấy cái chìa khóa màu khác nữa đi. Trong đó có màu gì không? Phòng mà đi rồi mà. Ủa, mấy phòng này mày chưa đi mà, cái phòng ngay chỗ này nè. Phòng nãy núp xuống đó. Không, phòng này nè ba. Biết rồi, nãy cái nỏ nè.
Chìa khóa gì, chìa khóa gì? Cái nỏ chứ phải chìa khóa. Nỏ, nỏ, nỏ nhưng mà nỏ đâu có bắn đạn thật gân được. Ô, chỗ này không biết có ai không ta? Trời ơi, mày nhảy xuống coi sợ gặp Renny cái thấy bà luôn á. Có quà nó sao luôn. Chú cha mới vừa nói xong Renny. Ừ quá, tao cũng đang tính nhảy xuống, tao mà nhảy xuống người ta ăn cắn. Tao bị vãi nồi. Nó đâu vậy? Nó đang ở đây nè. Xuống bảo vệ tao đi cu. Mà bỏ đi. Giờ là xuống bảo vệ tao đi cu. Giờ giờ là hơn ai nấy đo đi ba. Ok, tao vô được rồi, vô 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 vô. Ôi có chìa khóa một tiếng rồi, ngon dream. Ok, lên đây đi, lên đây trên đây. Ok, chạy 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 gái ơi, chạy chạy, come on chạy. Đi luôn, tao đứng thì tao thấy không an toàn rồi. Ừ, chạy đi cu, ở đây không 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 an toàn lắm. Ủa gì tao đi xuống mà đi lên ba. Đây nè, trốn đường này nè, trốn đường này nè. Vô cái hốc đó vâng. Đúng rồi. Ok, con ra được rồi, mày ra chưa? Tao đi xuống rồi mày đi lên, tao đi xuống mày đi lên. Vãi, vãi cái đi xuống đi lên, thứ gì á. Đi họ tới sáng luôn. Ok, con ra nè cu. Ủa, Granny lên lầu rồi, Granny lên lầu rồi, không có sợ. Có chuyện được đâu, đâu có chui vô hốc được đâu. Ok, mà Granny lên lầu đây. Chìa khóa màu tím đi vô đây luôn nè, chìa khóa màu tím. Để tao đem mấy cây cạn cho đó tao giấu luôn. Không, đừng, mày giấu trên xe đi, mày giấu ngay chiếc xe đi. Còn thiếu đúng cái chìa khóa màu đỏ nữa, mày biết chìa khóa màu đỏ nằm đâu không? Đỏ hả? Đỏ giờ đi kiếm nha, hỏi ai biết ba. Rồi mở được chưa? Rồi, chìa khóa tím. Ok, còn tím với lại đỏ nữa. Đỏ nữa. Chết cha rồi, Granny vô. Tao ra đây con núp. Tao ra đây con núp, mày đứng đây đi. Ờ đi vô đây cũng được. Tao nghĩ tao đi không kịp rồi. Ok, tao quằn lại đây. Rồi, đứng đây đi, tao vụ cho, tao vụ cho. Mày đứng đây đi, tao vụ cho. Ê, từ. Nó đổi hướng. Đứng đây, ê đừng lại, chết rồi. Yes. Cố gắng cứu nó đi, con coi vụ đi vô khác cho. Ô chà, nó đứng canh luôn kìa, chờ cạn lời đi chứ. Rồi, núp đi, mommy. Ủa mà sao mày dục tao dứt đây vậy cô? Tao đâu có dục đâu, đứa nào dục á. Ra tao đụng đi vô một cái két sắt nào đó có tôi dứt. Tao đứng, nó có thấy. Ủa, thanh niên kia mở cái màu tím chưa? Rồi mở rồi, còn cái màu đỏ nữa. Ok. Ê mày đi hết nó canh hàng này với lại mình tao, sao tao đi mày? Không, nó không canh được mày đâu, mày cứ đứng ở trên kia đi, mày cứ đứng trên kia đi. Bây giờ tao đang cố gắng đi tìm cái chìa khóa màu đỏ nè. Biết rồi, nhưng mà ý là đứng nó canh luôn người ba, nó không đi luôn, người ta không di chuyển được luôn á. Thì nó canh hai đứa kia cho hai đứa kia chết mới đi được chứ. Tao chém hai kia luôn rồi. Rồi, tao thấy là cuộc đời tao bế tắc luôn rồi đó. Cái gì bế tắc ghê ba, làm gì bế tắc chứ vậy? Dì bồ trò, cái kiếm nó dài quá mày ơi. Thì đó, tao nói rồi, cố gắng né ra. Ôi bậy lắm luôn á. Ơi né ra chưa chạy, nó đang dưới lưng tao. Ok đang chạy đi. Granny này đi chậm lắm, không đi nhanh đâu. Chết hai đứa rồi thế mới đau lòng chứ làm sao mà cứu được. Ô má thôi quá, nó xà lắc mình luôn. Ok quẹ đây nè cu, quẹ đây nè tôi hổn hồn chim mén luôn. Ok có đứa mày đang giữ gì, mày đang giữ cái covid hả? Covid mở cái gì ở đây trời, thiệt luôn á. À, Covid mở trên kia. Mày vô nhà kho mày quăng cái Covid vô trỏng đi. Rồi mày dí ở bên kia đi, nó đang đứng nó canh rồi đó. Ok. Để tao đứng đây cho. Ủa tao giặt luôn, tao bỏ nó làm chi? Biết được chìa khóa hôm nay mày vụ đi vòng vòng ở trỏng đi cô, đừng cho nó qua đây nha. Ok. Ca đang vụ nè, từ từ. Đóng cửa rồi luôn. Ôi, bậy rồi. Đóng cửa rồi luôn. Ok, một mình tao một cõi hôm đây. Rồi, hay quá, tao vô đây. Ý, có nguyên cây kèm trong này nè, cây kèm dùng để cắt điện nè. Tấm dán đúng không? Ok, một tấm dán. Nhưng mà tao không thấy cái chìa khóa màu. Gì vậy? Có cái bố mới cậy tấm dán trong cái nhà kho được. Thì đó, phải có tấm dán, mà tấm dán tao chưa có thấy. Tấm dán trong đây nè mày ơi. Trời ơi, lấy cái búa cậy tấm dán trong nhà kho luôn nè. À có luôn hả? Cái búa đâu? Renny thì nó là vậy đó, còn Renny nè không biết làm sao. À đù, chất quốc. Lấy cái búa cậy cái thanh trắng gỗ ngay cái cửa, mà trong đây thì đâu có cậy được đâu. Vậy là cái búa mới cậy được phải không? Ủa, hình như cái búa là cậy được. Ủa, hình như nó có tụi dích để vậy là coi nha. Hên xui nha. Này nói chung là cái game này nó đâu giống game đi phiên bản thiệt đâu, nên là cứ hên xui đi. Ok, tao mới vừa làm xong cái shotgun nè. Ok, bắn nó xỉu đi, vô đây. Rồi, mày đi ra đây đi, tao bắn nó cho. Không phải dích rồi, này không phải dích dặn nha mọi người. Đó, ở đây không phải dích dặn. Ở trong đây có một cái xẻng nha, không phải cái xẻng mà cái đôi có đồ dích á.
có một cái chìa khóa màu đỏ dưới này mà tao không có đường để mà tao đi lấy nữa, khổ thật. Nó luôn rồi hả? Nhưng mà mày có cái búa chưa? Chưa. Ủa tao thắc mắc, nếu mà chưa cái búa nằm đây nè ba, qua đây đi, cái chỗ này nè, qua đây, tao bắn nó cho. Ok. Đùng. Đó, cái đậu phộng tao chưa thấy shotgun nào bắn là đạn đi một đường thẳng. Đạn bắn hụt nó mới ghê chứ, mày không thấy mày bắn thẳng lên tao đi. Quá đế. Ôi mấy viên đạn vậy ba? Có 2 viên à. Có ba, tao có 2 viên, tao bắn hết 1 viên rồi. Rồi ráng mày làm sao mày để cho nó tới sát rạc mày luôn mày bắn. Đùng, rồi nó xỉu rồi, vô nhanh. Ok, nhìn tao thấy cái tao dít là nó có tác dụng nhẫn này nè. Tự ơi, nhẫn cái đó chi ba đi, lấy cái búa kìa. Không phải luôn, nó xỉu rồi hả? Nó có hiện lên là mấy giây không? Không, nhưng mà nó xỉu nhanh lắm. Mày nó chơi đâu gì mày? Hết đạn rồi. Lụm lên biết được lấy cái khác, la lại lụm đạn khác. Hết đạn luôn rồi, sao lụm được nữa, mày vô nhanh đi. Rồi, thằng Bami lâu quá. Mấy phút giờ ba? Không, nó lên chứ cũng 30 giây á. Trời, trong game có 3 phút lận. Vãi, ám sát nó không kịp luôn mà. Vãi, 30 giây làm ăn được gì ba? Ở đây nó phải có một cây búa mới mở được cái chỗ này. Cây búa. Ê, cái gì? Tao đang ấy đó nè, rồi nó dí vô tao rồi mày bắt đó nha. Ok, tao còn còn đạn nữa đâu mà bắn ba, hết rồi. Mày làm lụm cái búa đi. Rồi ok, tao lụm đây, đợi xíu. Từ. Nó chưa dí tao rồi, nó chê tao xấu, nó không dí tao rồi. Vãi. Hey, come on, I'm here. Ok, coi vô đây, mày cắn nó đi. Trời ơi, tao đây nè. Trời, nó quăng trong quá trời luôn mày ơi. Phải có một thằng mà bảy trong mới được. Trời, trong này sao tao qua ba? Ồ, qua đáng lắm luôn á. Trời, nó trên, nó đứng canh kìa. Qua đáng lắm nha. Ơi. Coi chừng chết nha Bami. Ok. Rồi mày vô đi, coi chừng chết, coi chừng đụng á. Vô đi. Rồi bị dính rồi. Mở ra nhanh lên. Mình Bami lâu quá, hồi nãy mình bắn nó bưng nó bất tỉnh là được rồi. Thằng Thái dễ sợ luôn á. Ai thiệt tình, làm sao đây, tôi phải làm sao đây? Thiệt tình. Bami chơi dại quá, Bami ơi. Hy sinh thân mình đó ba. Ăn cứ hy sinh đồ thôi mà. Vãi đạn, nhỏ chưa kịp làm nhớ cái nó chích ngắt luôn rồi, làm ăn gì được nữa. Ăn lắm luôn á. Ê mày tính ra cái chết của tao nó mất rồi, mày nó nằm cái tướng mà giống bây giờ thiếu nữ đang. Rồi tao phá được một cái chồng rồi đó, coi như tao phá chồng rồi đó. Ok. Nói chung là mày có 7 heo rồi. Vào đi. Nếu như nó đọc được tin nhắn của tao nó sẽ đặt thêm một cái 7 nữa. À đù. À mỗi người chơi chỉ được có 5 cái thôi. Okay, tao không thấy cái chìa khóa màu đỏ mày, thiệt luôn á. Quá đáng thật. Khóa màu đỏ nãy. Ở đâu? Chứ sao mày kêu mày thấy rồi mà mày không lấy được? Đâu có chìa khóa màu đỏ đâu, mà nó có đó là chìa khóa màu vàng. Mà chìa khóa màu vàng có đâu dám nhảy xuống dưới đó đâu. Mày nói gì, tao thấy màu đỏ rồi nhưng mà tao không biết làm sao tao vô tao lấy. Có nè, không? Ở bên kia là bây giờ nhưng mà bây giờ quan trọng á, làm sao để mà vô trong lấy cái búa được. Lấy cái búa trước nè, sau đó là bắt. Ủa còn thằng đâu? Ai biết. Kêu ra nó là hướng thằng, nó là hướng thằng vô lấy búa chứ. Cái búa đó là vô nhà kho cậy cái cửa ra hay gì đó, lấy cái tấm dán nó kẹp vô. Trời, nó ỉ nó có cái búa vàng nó đi đâu đi rồi, chịu nổi không chứ. Cây lưỡi hái dài, cây rìu dài. Cây rìu thôi mà chứ. Cái đó bữa thốn dã man luôn á mày. Cảm giác như nó có hiệu quơ tới bất cứ nơi nào rồi chết luôn. Trời ơi, dã man luôn. Ok, hạt quá luôn. Trời, chỉ còn một chút xíu. Okay. Mẹ không, tao đã hy sinh để cho mày vô được cái chỗ đó rồi, thấy không? Nhưng mà quan trọng, nó chết cho tao quăng lộn mày. Quan trọng sao mày ra nè.
Nhưng mà quan trọng là giờ đằng nào cũng thua rồi. Thế mới đau chứ. Còn đúng thiếu đúng cái màu đỏ nữa thiệt tình. Em quá nhầy luôn á. Đó nó lòn nó lòn nó lòn. Em thấy luôn, ok quá luôn. Chính không kịp rồi, chính còn mấy giây nữa à, hết rồi. 4 và sau đây là 30 phút dự bị. Vãi cả 30 phút dự bị, được 30 phút dự bị con cũng mừng á. Ok thua. Vãi là trận này không ra được, trong trận sau mình sẽ cố gắng ra được. Thế à. Ok dừng clip đi cu. Ok. Thì mình với Ca sẽ dùng video ở đây thì trong trận này chơi nói chung là hài, nói chung chơi vui. Ok bạn thích video này thì nhớ để lại cho 30 với Ca một like, một share và nhớ subscribe kênh channel của mình với Ca để nhận thêm nhiều video mỗi ngày nha. Bye bye mọi người. Bye bye.